Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Bắt lời. Đây là tình báo của Lang Vương thu thập được. Là danh sách người tu pháp từng ra vào Cao Lệ Cảnh ở trong thời gian Thủy Tinh Khô Lâu giáng lâm và tư liệu của chúng. Dựa vào những tin tức này có thể thấy, chỉ có hai người có thực lực giao thủ với dị nhân cấp 8. Kiếm tôn của Côn Luân Kiếm Cung Lăng Vân Sơn và đệ nhất thiên tài của Thanh Thành Sơn, Thanh Mang. Lạc Vô Cực này thì sao? Không tra được hơn nữa, nhưng mà có thể xác định tên này chỉ là tán tu, hơn nữa mới hơn 20, cũng không có khả năng đánh bại được đại nhân. Vậy thì cứ tiếp tục. Vậy thì cứ tiếp xúc với hai người có hiểm nghi lớn nhất này trước đi. Thời gian không còn nhiều nữa, chia nhau hành động. Tôi đi tìm Thanh Mang. Côn Luân Kiếm Cung. Đại tiểu thư, tình hình không ổn rồi. Nền tảng chống lưng cho Thanh Mang này lại truyền thông kinh kỳ của hoàng gia. Lại là truyền thông kinh kỳ của hoàng gia. Bây giờ tất cả truyền thông dưới tay của hắn đều đang công kích Lạc gia. Chúng ta cho dù dùng sức mạnh quan hệ xã hội cao nhất cũng không phải là đối thủ của chúng. Càng khốn nạn hơn nào, tên dư hành nạc trước đó được Lạc gia cứu mạng ở lôi đài Thiên Long bảng được cứu, cũng quay ngược cắn lại chúng ta. Lại còn đang gáy mất giày ở trên nền tảng xã hội, nói Lạc gia không thắng nổi Thanh Mang, thua chắc. Là dư hành hạc đứng thứ hai ở Thiên Long bảng trước đó hay sao? Đúng, chính là tên đó, nghe nói Lạc gia từng cứu hắn. Ban đầu cao thủ liên bang Âu suýt chút nữa là đồ sát Thiên Long bảng rồi. Nếu không nhờ Lạc gia ra sức cứu vãn, chắc là mộ của hắn đã xanh cỏ rồi. Không đội ơn của Lạc gia cũng thôi đi, lại còn ném đá xuống giếng vào lúc này. Ơi, lúc lão tử vừa gia nhập cái giới này, hắn còn chưa mọc răng sữa. Theo lý, tông sư của Thiên Long bảng đều được coi là người ở bên lão sư. Cho dù là tâm tư của chúng có tính toán gì, cũng sẽ không thể nào thể hiện rõ lập trường như vậy. Trừ phi bọn hắn nhận định Thanh Mang thật sự có thể đánh bại được lão sư. A Đào, xin hỏi ở đây ai là Diệp Song Song? Hoàng tiên sinh, trước đó hợp đồng chúng ta đã bàn xong, bây giờ lại thay đổi là không hay cho lắm. Tiểu thư Bối Nhi, bộ phim này tuy cô là diễn viên chính, nhưng bên sản xuất lại là công ty của Lạc Vô Cực. Cô cũng biết những lời đồn đại trên mạng bây giờ rồi. Tôi là lo lắng lúc này phát sóng sẽ ảnh hưởng không tốt cho cô. Đương nhiên nếu muốn phát sóng, chuyện này cũng không phải là không thể đàm phán. Chỉ cần tiểu thư Bối Nhi chịu bỏ ra cái giá nho nhỏ. Ông muốn làm gì? Cô thấy sao? Tôi không gặp nhà sản xuất của các cô, mà chỉ đích danh Nam Bối Nhi cô tới đây. Ý của tôi có lẽ đã rất rõ rồi chứ. Hoàng Nhất Cường, ông biết bản thân đang nói gì không hả? Nếu Lạc tiên sinh quay về, đây sẽ không chỉ là chuyện một mình Hoàng Nhất Cương ông nữa đâu. Cả hoàng gia đừng hòng yên. Con bốn mắt nhà cô dám uy hiếp tôi. Nói thật, Thanh Mang thượng tiên của Thanh Thành Sơn đã bố trí thiên la địa võng. Lạc Vô Cực hắn chỉ cần quay về, liền chỉ có con đường chết mà thôi. Mà cô Nam Bối Nhi đây là người bên cạnh của hắn, tới lúc đó sẽ có kết cục như thế nào? Có lẽ không cần tôi phải nói nhiều nữa. Nếu cô đủ thông minh thì nhân lúc còn sớm, xa vào lòng của tôi đi. Nếu như phục vụ tôi sướng rồi, nói không chừng còn có thể làm nhị thái thái của hoàng gia tôi. Tuy không danh phận, nhưng cũng tốt hơn là đi theo tên phế vật Lạc Vô Cực. Mẹ kiếp, cô dám đánh tôi. Ông sỉ nhục tôi có thể nhịn. Nhưng Lạc tiên sinh tuyệt đối không phải là người mà loại rác rưởi như ông có thể so. Được, cô giỏi lắm. Đợi tới lúc đó nhìn thấy thi thể của Lạc Vô Cực, tôi xem cô còn ngáo khí như vậy nữa hay không.
Bắt trói lại hai con ả này. Vâng. Anh là ai? Người tu pháp. Đại tiểu thư. Bây giờ là thời gian tôi đặt câu hỏi, nghe rõ chưa? Đồ chó đẻ dám động vào đại tiểu thư của tôi. Không thèm quan tâm cậu là người tu pháp gì đó. Ông đây hôm nay liều với cậu. Đừng mà. Bà nội nó chứ. Đây thật sự là đánh hội. Là đánh hội đồng không nói lý. Có điều, tên đầu bờm này cũng lên rồi. Lão dư mình sao có thể mất mặt chứ? Út ra. Tôi. Dư đại sư. Ơi, thật là một đám phế vật. Người bên cạnh của Lạc Vô Cực chỉ có chút trình độ này ơ. Lạc Vô Cực anh ta còn không biết ngại, tự xưng mình là đệ nhất thiên tài của Hoa Bằng, thật sự khiến người ta cười rụng răng. Tôi thấy danh hiệu này vẫn nên thuộc về Thanh Mang Thượng Tiên. Một người tu pháp đánh thắng mấy người bình thường, có gì phải đắc ký cơ chứ? Những tên rác rưởi như các anh, ngay cả xách giày cho sư phụ của tôi cũng không xứng. Cô nói cái gì? Ở đàn bà thối tha cô tìm chết. Xem ra cô chính là Diệp Song Song rồi. Nói đi, Lạc Vô Cực đang ở đâu? Gọi anh ta tới đây, tôi có thể tha cho các người một mạng. Thật là đáng tiếc, tôi không liên lạc được với sư phụ. Nếu không anh bây giờ đã chết không toàn thây rồi. Tôi chết không toàn thây sao? Lạc Vô Cực anh ta lợi hại như vậy, vậy tại sao vẫn không xuất hiện? Lẽ nào không phải là vì anh ta sợ tôi hay sao? Đừng nói một tán tu như là Lạc Vô Cực, cho dù là những ông trùm quốc tế kia cũng không phải là đối thủ của Thanh Mang tôi. Ồ, cậu chính là người đứng đầu Hoa Bang Thanh Mang hay sao? Lão già da trắng từ đâu chui ra, vậy mà dám gọi thẳng tên húy của Thanh Mang Thượng Tiên. Tộc người sói, vì vị huynh đài này, chúng ta hình như không thù không oán nhỉ? Cậu trước đó có phải từng đi Hàn? Sao sao vậy? Lẽ nào là mình trước đó ở thành Kim Phong không cẩn thận giết người của lang tộc? Không thể nào, khí tức của bọn họ rất dễ phân biệt. Vậy là cậu không sai rồi. Đồ, lại là dị nhân cấp 8. Tình hình ở bên phía Thanh Mang Thượng Tiên như thế nào rồi? Nói là đã tìm đệ tử của Lạc Vô Cực rồi, nhưng mãi không có tin tức của Lạc Vô Cực. Vẫn chưa có tin tức sao? Có điều nghe nói Diệp Song Song đó hình như chỉ là đệ tử ký danh của cậu ta. Nhưng lúc như này, Lạc Vô Cực e rằng sẽ không quản sống chết của cô ta. Vậy ba mẹ của Lạc Vô Cực thì sao, tìm được hay chưa? Tìm được rồi, trốn ở Vịnh Bàn Nòng. Được, trước tiên phái người qua đó canh chừng. Đợi bên phía của Thanh Mang Thượng Tiên xử lý xong thì chuẩn bị động thủ. Được, tôi không tin, giết ba mẹ của cậu ta, Lạc Vô Cực cậu ta còn có thể nhịn tức, tiếp tục làm rùa rụt cổ ở Hàn Quốc. Cô gái đừng gấp gáp, đợi chúng tôi giết Lạc Vô Cực. Tôi sẽ bày đầu của cậu ta ở trước giường, cho cậu ta chứng kiến sự hòa hợp vĩ đại nhất của chúng ta. Nổ ra quyền trường. Thật là yếu ớt. Nhìn kiểu này là tìm nhầm người rồi. Cút, Nam Bảo Nhi tôi dù chết đói cũng sẽ không ăn một hạt gạo của các người. Ơi, thích ăn thì ăn. Tiếp tục trói con nhỏ này lại. Vâng. Như thế nào? Hai chiêu cũng không đỡ được, trực tiếp thì ấn chết rồi. Chắc không phải hắn ta. Bên cậu sao rồi? Tôi vừa đụng mặt với người của Côn Luân Kiếm Cung xong,
đang trên đường tới Thông Châu. Kiếm Tôn trước đó đến Hàn Quốc, hiện nay mệnh bài đã bị hủy, chắc là đã chết rồi. Chết rồi sao? Có điều không sao cả. Tôi còn có được một manh mối quan trọng hơn. Kiếm Tôn này đến Hàn Quốc thật ra là để tìm một kẻ thù tên là Lạc Vô Cực. Nghe nói không lâu trước đó, một người tu pháp cao giai khác của Côn Luân Kiếm Cung cũng chết trong tay của cậu ta. Tôi hiểu rồi, chúng ta đến Thông Châu tụ họp trước. Bảo Nhi, chị Tina, nghe em nói trước, có thể nhờ chị giả bộ mình vẫn bị trói hay không? Em lát nữa nhảy xuống từ cửa sổ, nếu bọn họ đuổi theo em thì chị nhân cơ hội chạy trốn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đến căn số 2 của khu biệt thự Vịnh Bản Nồng, nói tình hình cho ba mẹ của Lạc Trần. Nhưng em phải làm sao? Em không sao, tin em, tình hình bây giờ đã không cho phép suy nghĩ nhiều nữa, bất luận như nào. Em cũng không thể nào để người nhà của Lạc Trần xảy ra chuyện được. Chỉ là tầng 2 mà thôi, có mái hiên đỡ chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Cái đó, nghe à? Vâng, alo, sao rồi? Thanh Mang Thượng Tiên đâu? Bên này chưa xử lý xong, Diệp Song Song này không biết là không rõ tung tích của Lạc Vô Cực, cũng không liên lạc được với anh ta. Được, vậy thì sử dụng kế hoạch B, chúng tôi đã tra ra được chỗ của ba mẹ Lạc Vô Cực, vị trí cụ thể đã gửi cho anh. Được, Lạc Vô Cực. Đáng chết! Vậy mà trẹo chân rồi, mái hiên đó quá trơn, hoàn toàn không đứng được. Não đại không tốt rồi, Nam Bảo Nhi chạy rồi. Cái gì, mày ở lại đây trông con nhỏ bốn mắt kia? Những người khác theo tao đuổi theo, được. Đáng hận, mình như này căn bản là chạy không xa được, hoàn toàn không thể nào tranh thủ thời gian cho Tina. Không được, mình không thể nào bị bắt được. Cho dù chết cũng nhất định là phải nói tin tức cho Lạc Trần. Lam Bảo Nhi, nào từ từ thôi. Chân của cô không sao chứ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vấn đề nát nữa rồi nói. Trước tiên đưa tôi đến Vịnh Bản Nồng. Vịnh Bản Nồng, nhưng tôi còn đang chấp hành nhiệm vụ. Bắn bánh xe, đồ ngu. Hoàng Tổng muốn bắt sống. Không cần tôi giải thích rồi chứ, đi mau. Địch. Những người này sao có thể như vậy? Rõ ràng không quen biết Tiểu Trần, lại giống như hận nó không mau chết đi. Tức chết mình rồi. Anh khẩn trương cái gì? Con trai của chúng ta là anh nuôi lớn, vậy mà không hề hiểu nó tí nào. Trong loại chuyện này, nó có khi nào từng chịu thiệt cơ chứ? Nhưng tốt nhất gì cũng phải đáp lại chứ. Em nhìn xem trên mạng bây giờ đã bôi đen nó thành như nào rồi này. So với chuyện này, em quan tâm Tiểu Nạc bao giờ mới chịu quen một cô gái một cách nghiêm túc hơn. Dù sao kẻ thù có thể có rất nhiều, người yêu chỉ có thể có một người. Đáng hận, vậy mà đuổi kịp rồi, thật sự là âm hồn bất tán. Có thể nghĩ cách chặn bọn họ hay không? Không được, trong máy nhắn đều là tạp âm, căn bản không liên lạc được với cứu viện. Đoán chắc là bọn họ đã lắp loại thiết bị ngăn chặn tín hiệu nào đó ở trong xe. Vậy phải làm sao, nếu không cắt đuôi được bọn họ, cho dù mang tin tức tới Vịnh Bản Nồng, ba mẹ của Lạc Trần cũng không kịp chạy trốn. Không sao, trong tay của bọn họ chỉ có một khẩu súng tự chế.
chỉ bằng khả năng bắn súng rách nát đó. Đợi đến vịnh Bàn Nòng, tôi nắm chắc sẽ đánh gục hết bọn chúng. Bắn chúng rồi, tôi bắn chúng rồi. Ây, đắc ý cái mẹ gì, băng đạn 10 viên cũng cho mày bắn hết rồi. Mày bắn ngu như chó. Ôi, cô, họ nhà quạ à? Không tốt, bọn họ rẽ vào trong rừng rồi. Xe không chạy được rồi. Xuống xe đuổi theo, mau. Xong rồi, phanh của xe bị bắn hỏng rồi, không dừng lại được. Ôm chặt tôi. Đường. Cảm giác mềm mại thơm tho này. Vậy vậy mà, khiến người khác say mê. Hạ Thanh Thanh, cô nhìn đường. Chuyện gì vậy? Chiếc bánh rơi từ trên trời xuống. Tiểu cô nương kia, cô hãy nghe tôi giải thích, tôi không cố ý đâu. Sao vậy? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Tiếng gào thế thảm kia. Chú nạc, bố nhí tiểu thư. Sao cô lại qua đây rồi? Sao không chào hỏi một tiếng trước? Cháu. Cô chính là Lam bố nhí. Xin chào. Ơi, khí trường mạnh thật. Đây nhất định là mẹ của Lạc Trần. Chết rồi, hôm nay ra ngoài không make up lồng lộn. Ơi, vừa nãy còn nằm bẩn người. Ấn tượng đầu tiên của mình đã bị hủy rồi. Còn đẹp hơn nhiều so với trong báo và trên tivi. Hả? Thẩm Nguyệt Nan, tôi không ngờ lại bị một nữ nhân làm cho u mê. Cũng chả trách não nàng vẫn luôn nhắc tới cô. Cô vừa xinh đẹp dịu dàng như vậy, ai mà không thích cơ chứ. Dì khen là mình cháu thấy sướng quá. Khen tiếp đi, nếu như Lạc Trần anh ấy. Lam bố nhi, cô đấy rốt cuộc là đến để báo tin hay là đến để ra mắt vậy hả? Ơi, quên mất chuyện chính. Ở đây còn giấu một người, hình như trông cũng rất xinh đẹp. Chú và dì hãy nhanh chạy đi, có người muốn gây bất lợi cho hai người. Muốn chạy muộn rồi. Đường đường là sao huyệt của Lạc Vô Cực, chỉ có trình độ bảo an như vậy thôi ư? Đúng là khiến người khác có một vài bất ngờ ngoài ý muốn đấy. Các người là ai, muốn làm cái gì? Một người sắp chết đừng hỏi nhiều như vậy làm gì. Ngoan ngoãn giao Lam bối nhi và chấp pháp quan kia ra đây. Ta có thể để các người đi không đau đớn. Đi vào trong nhà. Căn nhà này vừa mới sửa, còn chắc hơn là cả thành lũy. Đóng cửa này bọn họ căn bản là không vào được. Vâng. Nếu không đến lúc đó rơi vào trong tay của Thanh Mang Thượng Tiên, nói không chừng còn đau đớn về thể xác nữa đấy. Ông chủ, bọn họ chạy hết rồi hả? Nhanh đuổi theo cho ta. Vâng. Ngoại trừ Lam Bối Nhi và chấp pháp quan, những người còn lại giết hết. Đóng cửa thả chó. Đừng hòng chạy thoát. Cái gì đây nè? Có chuyện gì vậy? Nhanh nổ súng đi. Cứu mạng. Hoàng Tổng, cứu tôi. Đừng qua đây. Thánh Mang Thượng Tiên, cứu, cứu tôi với. Rõ ràng chỉ là thực lực của một con chó canh cửa đã vượt qua Thanh Mang rồi. Lại để hắn đè đầu cưỡi cổ diễu võ dương ngoài.
Lạc vô cực đúng là khốn kiếp. Ai dặn rồi sao? Đúng là một con chó ngoan. Ngươi không đánh lại ta đâu, bảo chủ nhân của ngươi ra đây. Có hai con. Thối thật, sinh vật dơ bẩn, còn kinh tởm hơn là ma cà rồng. Thật ngại quá, ta quên rằng chúng ta cũng có hai người. Ta thích đứa lớn hơn, mùi vị không nặng hơn bao nhiêu. Con nhỏ cho ngươi đấy. Ơi, đến muộn mà còn kén chọn, nhưng mà như vậy cũng xem như là hợp ý của ta. Alo, Tô tướng, Bắc Cương phát hiện dị nhân tự ý xông vào, đang còn hướng về phía Nam di chuyển rất nhanh. Đội vũ trang ngoại phòng ngăn chặn thất bại, xin hãy đưa ra chỉ thị. Cái gì?